để tìm, để gặp, để hiểu, để yêu và để phục thờ Thiên Chúa. Khi chúng ta cầu nguyện không phải là để Chúa làm theo ý mình, mà để mình hiểu được và làm theo ý Chúa. Chào tất cả các anh chị em, tôi là Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông, thuộc giáo xứ San Bonifacio, Shao San Savana. Hôm nay sáng Chủ nhật, ngày 24 tháng 3 năm 2019, trực tiếp với anh chị em bài chia sẻ tin mừng của Chủ nhật cuối tuần này. Cho nên anh chị em cho đợi tôi một tí xíu, cho tôi share cái chia sẻ cái video này. Sau khi đó chúng ta sẽ chính thức bắt đầu nhé. Hello, chào bạn Nguyễn Trâm, chào tất cả các bạn. Hôm nay là tối Chủ nhật ở Việt Nam rồi. Và chúng ta hỏi là hôm nay chủ đề Chúa là cái gì? Chúa là phao cấp cứu hay Chúa là cái gì trong cuộc đời chúng ta? Và bây giờ chúng ta chính thức bắt đầu. Như tôi vẫn nói, tôi kêu gọi tất cả mỗi người cả 2 năm nay, chúng ta mỗi ngày đọc kinh cầu nguyện 3 kinh kính mừng để xin cho trái tim mẹ Maria được toàn thắng trên quê hương lãnh thổ Việt Nam, cầu nguyện cho quê hương đất nước cũng như cho giáo hội Việt Nam. Và chúng ta bắt đầu nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Kính mừng Maria đầy ơn phước Đức Chúa Trời cùng bà và có phúc lạ hơn mọi người nữ và Giêsu có lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chào tất cả các bạn, chào bạn Thu Tâm, Ngọc Mai, Maria, Nguyễn Dung, Nguyễn Trâm, Nguyễn Thủy, Bùi Vương Trinh Vương. Tất cả chúng ta đến với nhau hôm nay tôi chia sẻ với các bạn live chủ nhật thứ ba mùa chay. Chủ đề là Chúa là chiếc phao cấp cứu đời con với dấu chấm hỏi. Chào bạn Thanh Nguyễn, các bạn tự do chia sẻ cái video này, chúng ta nhắc lại thì không cho phép ai tải về rồi đưa lên mạng với bất cứ hình thức gì. Hôm nay các bạn ở Việt Nam thì đã đi lễ xong hết rồi và bây giờ đã là 19 giờ tối thứ Chủ nhật giờ Việt Nam, là 10 giờ sáng Chủ nhật giờ bên Hoa Kỳ, giờ Eastern Time của chúng tôi. Trong cuộc đời linh mục của tôi thì tôi hay chuẩn bị các cặp cho giáo lý hôn nhân. Tôi hơi khác một số người là sau khi họ phải đi học các lớp giáo lý hôn nhân rồi đủ thứ hết thì tôi gặp riêng từng cặp một. Thì mỗi lần tôi gặp thì người ta hỏi tôi là thưa cha ơi, cha, chúng con phải gặp cha bao nhiêu lần thì xong. Tức là cái mục đích của họ chỉ là muốn làm cho xong thôi, để đám cưới thôi. Thì tôi bảo thì nó cũng tùy. Hầu hết các cặp thì mỗi cặp sẽ gặp tôi khoảng 5 hoặc 6 lần, 4 tới 6 lần. Hầu hết cái bình thường là 4 tới 6 lần. Có một số cặp sẽ gặp tôi 2-3 lần là đủ. Có những số cặp sẽ gặp phải gặp tôi cả 20 lần rồi sau đó tôi bảo là thôi đừng cưới nữa. Tại sao như vậy? Là bởi vì trong cuộc đời linh mục của tôi thì khi tôi gặp các cặp hôn nhân như thế thì tôi sẽ ngồi nói chuyện với họ về những điều có thể sẽ xảy ra trong đời sống hôn nhân của họ. Sau khi có một cái bài test để biết về tính cách riêng của mỗi người thì tôi dựa theo cái bài test đó để nói chuyện với họ. Rồi dựa theo là họ cưới vợ lấy chồng cùng tôn giáo hay khác tôn giáo, họ lấy vợ lấy chồng cùng văn hóa hay khác văn hóa, để mình nói chuyện với họ để chuẩn bị cho họ những cái gì mà họ có thể sẽ phải gặp phải. Ví dụ như một người Mỹ lấy một người Việt thì chúng ta hiểu được hai cái văn hóa Việt Nam và Mỹ nó khác nhau, thì mình hỏi là tụi con sẽ phải đối xử nó như thế nào. Ví dụ như một người Công giáo lấy một người không Công giáo thì chúng ta sẽ phải đối xử với họ như thế nào. Chồng có thi thư ở đang nhân nói chuyện với người Công giáo, nói chuyện với người không Công giáo thì chúng ta sẽ phải đối xử như thế nào. Bởi vì có những lúc sau này nó sẽ cái vấn đề nó lên thì tôi hay đặt những câu hỏi để cho họ phải suy tư, họ trả lời, bởi vì đó là đời hôn nhân của họ. Ví dụ như một người Công giáo lấy người không Công giáo thì tôi sẽ đặt câu hỏi đơn giản như thế này. Tôi hỏi
Vậy sau này con ai sẽ là người để lo cho đứa con này được hướng dẫn theo đức tin Công giáo? Thì thường thường người Công giáo là ví dụ như bà vợ đi, trong vụ này bà vợ đi là gì, sẽ nói là dạ con hứa là con sẽ này vậy. Thì tôi nói tốt, ông chồng có hứa không? Ông bảo dạ con thì con có biết gì về Công giáo đâu mà hứa, nhưng mà con sẵn sàng cho vợ con nó đưa con lên nhà thờ để làm Công giáo, để đi theo giáo lý này nọ. Thì cái câu chuyện nó xảy ra, cái John the Baptist thắng bùi hỏi cha có ý kiến gì về gọi vong. Dạ cha có ý kiến là con nên tập trung nghe bài giảng của cha. Đó là ý kiến của cha. Cha đang giảng bài giảng này, con nhảy vô con hỏi cái khác. Thì ý kiến của cha là nên nghe bài giảng và hỏi những gì liên quan tới bài giảng, đừng đi ra ngoài chủ đề. Đó là ý kiến của cha nhá. Rồi thì ví dụ như vậy, thì tôi đưa ra một trường hợp là cô vợ là người có là người Công giáo, sau này lớn lên mấy đứa nhỏ chiều thứ bảy nó phải đi học giáo lý. Thế là cô đó, cô mới nói như thế này, cô phải đi làm nails, làm móng tay nè. Cô mới gọi cho ông chồng ở nhà, cô bảo anh ơi em chiều hôm nay khách đông quá, mệt quá, không về chở con nó đi học giáo lý được. Nó không chở con đi học giáo lý được, anh chở con lên nhà thờ học giáo lý giùm em một tí được không? Ông chồng ông bảo không được, anh đang rất là bận. Hỏi anh làm gì mà bận, anh đang nhậu mấy đứa bạn đấy. Bà vợ nổi điên lên chửi ông chồng tan toang nát cửa nhà. Thì cái câu hỏi tôi đặt ra cho bà vợ là, ủa thưa các bạn, trước đây con là người hứa là con sẽ chở con lên nhà thờ, chồng con cho phép, chồng con chưa bao giờ hứa là sẽ cộng tác với con trong cái công việc giáo dục đứa con trong đặc tin Kitô giáo. Cho nên khi con chửi ông chồng con là con chửi sai, phải không bà Khúc Trọng? Khi con chửi ông chồng con là con chửi sai, ông chồng con chưa bao giờ ông hứa cái điều đó. Tôi đưa ra một ví dụ nữa. Tối khi các bạn con nó còn nhỏ thì các bạn phải dạy các con làm dấu nè, người ta hãnh diện lắm. Dạy các con đọc kinh nè, ôi ơi con tôi mới có 2 tuổi mà giờ nó đọc kinh lạy cha thấm thoát ấy. Vui lắm. Dẫn các con đi nhà thờ, các bạn hãnh diện được kể những điều đó với các linh mục, với những người chung quanh. Thế thì mấy đứa nhỏ thì nó lên 2, 3 tuổi thì nó chưa hỏi, mà nó chừng 4, 5 tuổi là cái gì nó cũng hỏi tại sao, why. Tại sao mình phải làm đó? Tại sao mình phải đi nhà thờ? Tại sao mỗi tối mình phải đọc kinh? Tại sao mình phải cảm ơn Chúa? Tại sao? Các bạn, có những đứa nhỏ thì biết rồi. Thì ngày hôm đó nó mới hỏi mẹ là tại sao mình phải đi nhà thờ? Tại sao mình phải làm dấu? Tại sao mình phải đọc kinh? Thì bà mẹ rất là tốt lành trả lời là mình phải đọc kinh bởi vì mình yêu Chúa, mình là người tốt, Chúa thương mình thương Chúa, cho nên mình phải đọc kinh. Đúng không ạ? Thế bùm một phát, ông chồng quay qua cái thằng con nó chạy đó, ok, cái rồi phải yêu Chúa, phải thương Chúa, phải đọc kinh, phải đi lễ. Thằng con nó chạy qua bố nó bảo daddy, vậy là daddy no good, bố có chết, bố không có khỏe, bố không phải là người tốt. Hỏi sao con nói bố phải là người tốt? Mommy nói. Ủa nó mommy nói bố phải người tốt sao? Tại vì mommy nói là vài con nít 4, 5 tuổi mà. Mommy nói là ai tốt thì đi lễ đọc kinh, daddy đâu có đi lễ đọc kinh đâu, cho nên daddy no good. Mà ông chồng có quay qua ông nói em dạy con ăn thì em muốn dạy sao về Chúa thì dạy, chứ tại sao là em lại dạy nó như vậy? Thế là hai vợ chồng lại chửi nhau. Ok, đó là như thế. Cho nên khi tôi chuẩn bị cái đời sống tâm hồn của cái hôn nhân thì tôi hay nói chuyện những cái chuyện đó với họ. Họ cần phải biết nói chuyện với nhau để cái phương cách dạy con. Nhưng mục đích cuối cùng của hôn nhân thì tôi hay nói với họ Chúa là cái bùa hộ mệnh. Có những người bảo là Chúa là cái bùa hộ mệnh. Cho nên đôi lúc cuối cùng tôi hay nói với họ là, nhưng cuối cùng cha xin tụi con trong cái hôn nhân này cần phải commit yourself, cần phải mua một cái bảo hiểm đời đời. Cái bảo hiểm đời đời cho cái hôn nhân của con và linh hồn của con. Cái bảo hiểm này cha sẽ bán, tụi con không phải trả tiền, bởi vì Chúa Giêsu đã trả tiền cho tụi con rồi. Đó là cái bảo hiểm gia đình con cần phải commit sự yêu thương và mến trọng Chúa, yêu thương Chúa, phụng sự Chúa và đọc kinh đi lễ chung với nhau. Nó không phải là cái dễ. Đó là cái điều mà tôi nhắc tới tất cả các cặp hôn nhân, bởi vì mục đích cuối cùng của cha cũng chỉ là để cho con làm gì? Để cho con hưởng cái ơn cứu độ đó mà thôi. Hôm nay tôi muốn dùng câu chuyện đó để dẫn vào cái ơn cứu độ của ngày hôm nay. Các bạn đã đi lễ ngày Chủ nhật thứ 3 mùa chay này, các bạn đã nghe bài đọc rồi. Bài đọc nói về nhất là bài đọc Xin
Xin lỗi các bạn, đợi tôi một tí. Tôi khó hết rồi. Các bạn đã đi nghe bài đọc của ngày hôm nay. Hello, chào các bạn. Các bạn đã nghe bài đọc. Bài đọc nói về cái cây mà Chúa chặt. Cái cây mà Chúa chặt. Chúa chặt đi. Chúa muốn chặt cái cây đó đi. Cái câu của hay lắm. Cái câu Chúa nói với chúng ta nè. Tại sao Chúa chặt cái cây đó đi? Để nó choáng đất. Tiếng Việt dịch là anh hãy chặt nó đi. Còn để nó choáng đất làm gì? Tiếng Anh họ không có dùng cái chữ choáng đất. Họ nói tiếng Anh nó dùng cái chữ là exhaust the soil. Có nghĩa là nó hút cái chất tốt ở trong đất mà nó chả làm được gì. Chứ không phải là choáng, không phải chỉ là choáng chỗ. Mà nó hút cái chất exhaust the soil, tức là đất thì nó có những cái chất tốt để cái cây nó ăn. Chúa nói là ta chặt nó đi là bởi vì nó hút cái chất tốt của cái đất đó mà nó chả sinh hoa kết trái gì cả thì chặt nó đi. Đó là cái câu mà Chúa nói. Bởi vì nó không sinh hoa kết trái thì con chặt nó đi. Không phải bởi vì nó không sinh hoa kết trái mà cái tật của nó là gì. Nếu nó chả làm gì mà nó không sinh hoa kết trái chả sao. Nhưng bởi nó không sinh hoa kết trái mà cùng một lúc nó lại hút cái chất của đất. Tiếng Anh dùng cái chữ là exhaust the soil. Tiếng Mỹ Việt mình dùng cái chữ là choáng đất. Choáng đất chưa đủ, nó còn ăn cắp cái chất màu mỡ của đất nữa cơ. Và phải chặt nó đi. Những ngày vừa rồi tôi nói về lợi dụng lòng thương xót của Thiên Chúa. Và ngày hôm nay bạn và tôi nhìn thấy coi, có phải chúng ta đã làm điều đó với Thiên Chúa hay không? Chúng ta vẫn tiếp tục hút những cái chất đó của Thiên Chúa thì chúng ta không sinh hoa kết trái. Khi tôi đang nói tới sinh hoa kết trái ở đây, tôi chưa nói tới cái vấn đề là làm tốt, làm thiện này ở ngoài. Cái đó thì là cái bên ngoài. Tôi đang nói tới là bám rễ sâu vô Thiên Chúa và sống tin vào Thiên Chúa và phụng thờ Thiên Chúa. Đó chính là cái hoa trái tốt lành của chúng ta. Đã bao nhiêu lần chúng ta dùng Chúa như một cái hoa, một cái phao cấp cứu á. Chúa cứ nằm đó đi, khi nào con nhảy tới con lấy. Con dịch một phát, con đem về. Con mặc xong cái cấp cứu đó, con qua khai qua nạn khỏi xong rồi con trả lại cái pháo phao con treo lên đó. Khi nào con lại bị cấp cứu một cái bệnh, một cái đau khổ gì đó, con lại nhảy vô, con chôm lấy cái phao cấp cứu đó, con đem về. Con mặc xong con nằm lại con trả. No. Chúa không phải là chiếc phao cấp cứu, mà Chúa là đấng cứu độ. Ngày hôm nay cái theme trong bài giảng, có nhiều bạn hỏi tôi là thưa cha nói tiếng Việt cha mạnh lắm, mà cha giảng tiếng Mỹ cha có dám nói mạnh như vậy không? Các bạn cứ coi những bài giảng tiếng Anh của tôi. Hôm nay tôi vẫn thu bài giảng, tí nữa tôi sẽ đưa lên cho các bạn coi. Tôi nói y chang như vậy. Những cái bài chia sẻ của tôi là những cái bài thực sự tôi chia sẻ hàng tuần với giáo dân của tôi, rồi tôi đem ra tôi chia sẻ lại với các bạn trong tiếng Việt, chỉ khác nhau là cái ngôn ngữ thôi. Tôi dùng cái chữ là don't use God, là đừng dùng Thiên Chúa, don't use God as your life emergency life saver. Đừng dùng Thiên Chúa như chiếc phao cấp cứu. Tôi dùng cái chữ dùng, don't use God's mercy as your emergency life saver, but comes to him as your savior. Đừng dùng Thiên Chúa như một chiếc phao cấp cứu để cứu tôi khi tôi cần, nhưng hãy đến với Thiên Chúa là đấng cứu độ trần gian. Đó là cái chủ đề mà tôi nói với giáo dân của tôi hôm nay. Đã bao nhiêu lần, và tôi là thằng đầu tiên giơ tay lên, bạn và tôi đã dùng Chúa như một chiếc phao cấp cứu. Cái điều đó không sai. Nhưng sau cái chiếc phao cấp cứu đó, mình cần phải đến với Chúa là đấng cứu độ, chứ không phải chỉ cấp cứu mà thôi. Nếu chúng ta chỉ dùng Chúa cho những cái phao cấp cứu, như những gì chúng ta cần thiết trong cuộc đời này, thì phải chăng chúng ta đã lạm dụng Thiên Chúa? Phải xúc, xin lỗi chúng chỉ lạm dụng là nhỏ, dùng chứ xúc phạm đến Thiên Chúa nó là khác. Mà khi xúc phạm tới Thiên Chúa thì chúng ta lo, tôi lo rằng cái sự sống đời sau của mỗi người chúng ta đang có vấn đề. Tôi đưa ra một ví dụ các bạn thử nhìn xem.
một đứa trẻ nó thích, đứa bé nó thích chơi game, nó chơi trên iPhone, iPad, rồi nó chơi trên computer gì đó, 3, 4, 5, 6 tuổi, bố mẹ nó phạt nó bởi vì nó làm sai cái gì đó, bố mẹ nó phạt không cho nó chơi game, nó biết là nó làm sai, nó đến với bố mẹ nó xin lỗi, nó xin lòng thương xót đó, tình thương yêu của bố mẹ, lòng thương xót là gì? Tôi đã định nghĩa đó là sự tha thứ và trở về của Thiên Chúa. Nó đến nó xin lòng thương xót của bố mẹ nó. Lòng thương xót không phải là cái chỗ để mình tới để mình đặt muốn lấy cái gì mình muốn, mà là xin sự tha thứ của bố mẹ. Nó xin bố mẹ nó là tha cho nó, tốt lành. Sau khi bố mẹ nó tha cho nó, có thể bố mẹ nó sẽ cho nó chơi game lại, có thể cho chơi nhiều, có thể cho chơi ít, cũng có thể là chưa cho chơi, đúng không ạ? Nhưng đó là sau khi bố mẹ đứa bé đã tha thứ cho nó. Còn nếu bố mẹ nó thì họ có thể cho nó chơi, nhưng mà nếu đứa bé đó nó tới nó xin lỗi bố mẹ nó cầu khẩn lòng tha thứ của bố mẹ nó, không phải bởi vì nó muốn xin lỗi mà bởi vì nó muốn chơi game, thì đứa bé đó có phải đang lạm dụng, lợi dụng cái lòng thương xót của bố mẹ nó hay không? Một đứa lớn hơn cần tiền, nó đến nó xin lỗi bố mẹ nó, có phải thực sự nó xin lỗi hay nó đang xin lỗi bố mẹ nó để nó có tiền? Và tôi và bạn chắc chắn chúng ta đã cảm nhận được cái điều đó trong cả hai phía cạnh của cuộc đời. Tôi cũng vậy, tuy tôi không có con, nhưng tôi nuôi rất nhiều đứa con trong cái chương trình của One Body Village. Những đứa trẻ bị bán làm nô lệ tình dục, tôi cảm nhận được điều đó rất nhiều. Nó đến nó khen bố, nó cảm ơn bố thế này thế nọ, nó cảm ơn tôi và cảm ơn bố thông thế này thế nọ. Đôi lúc tôi cảm thấy là nó cảm ơn tôi để nó đạt được cái điều nó muốn, hay nó thực sự nó cảm ơn tôi, hay nó xin lỗi tôi bởi vì nó biết là nó làm sai và nó ăn năn tội để nó xin trở về và xin sự tha thứ để nó đừng làm điều đó sai đó nữa. Nó đến là bởi vì nó đang cần tiền, cho nên nó xin lỗi bố để bố tha tội, để bố cho nó tiền. Hay nó đến để gì? Để nó thực sự nó xin lỗi cái điều đó. Cho nên khi chúng ta nói về tình yêu thương của Thiên Chúa là đấng cứu độ để dẫn chúng ta trở về, tình yêu thương và sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa là sự tha thứ để dẫn chúng ta trở về, chứ không phải là cái chỗ để chúng ta đến đó chúng ta lấy cái điều gì mình muốn. Các bạn muốn biết sự tha thứ và lòng thương xót của Thiên Chúa thế nào? Hôm nay các bạn nào đã đi nghe, đi lễ rồi, các bạn nào đi lễ rồi đánh số 1 lên cho tôi coi ra để tôi đặt cái câu hỏi. Bạn nào đánh số 1 lên rồi, ai đã đi lễ rồi? Còn ai mà chưa đi lễ là trễ lễ rồi, nhất là người ở Việt Nam là bỏ lễ ngày Chủ nhật rồi. Các bạn nào đã đi lễ rồi đánh cho tôi số 1. Hôm nay các bạn có nghe cái lời nguyện mở đầu của Thánh lễ không? Hay là có một số người đi lễ trễ không nghe? Bạn nào đi lễ rồi đánh số 1, nghe cho tôi. Các bạn nhớ, các bạn nào có nhớ cái lời nguyện mở lễ, mở như là the opening prayer, tức là lời nguyện nhập lễ ngày hôm nay nói gì không? Lời nguyện nhập lễ hôm nay nói gì không nè? Bạn còn nhớ cái gì không? Lạy Chúa là đấng từ bi nhân hậu, có nghĩa là tiếng Anh thì nó ghi là God the Father of Mercy. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Bài đọc như vậy. Lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Tiếng Việt dịch là từ bi nhân hậu, tiếng Anh họ dịch là cái chữ God the Father of Mercy. Mercy là lạy Chúa là đấng giàu lòng thương xót. Lạy Chúa là cha giàu lòng thương xót, chứ không không phải là lạy Chúa là đấng nữa. Lạy Chúa là cha giàu lòng thương xót. Vậy thương xót là cái gì? Chúa đã từng chỉ dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi là ăn năn hãm mình cầu nguyện. Nay chúng con biết nhận mình yếu hèn lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn chúng con và đưa tay nâng đỡ chúng con. Các bạn thấy chưa? Thấy hay chưa? Cho nên đó là lòng thương xót của Thiên Chúa. Lạy Chúa là cha giàu lòng thương xót. Chúa dạy chúng con cách chữa lành những vết thương tội lỗi, ăn chay hãm mình, siêng năng cầu nguyện và chia sẻ cơm áo với người khó nghèo. Này chúng con nhận biết mình yếu đuối lầm lỗi và hết lòng sám hối ăn năn. Xin Chúa thương đoái nhìn và đưa tay nâng đỡ. Đấy, đó chính là lòng thương xót đấy. Lạy Chúa là cha giàu lòng thương xót. Cho nên khi chúng ta đến với Chúa, chúng ta đến với Chúa, đừng dùng Chúa như một chiếc phao cấp cứu, dùng một lần, sau khi hết qua hạn nạn bỏ nó ra, khi nào cần bay tới dùng tiếp. Không, lạy Chúa là cha giàu lòng thương xót, xin tha thứ những tội lỗi của con. Yes, có những lúc chúng ta cần dùng Chúa như chiếc phao cấp cứu,
Nhưng mà sau rồi thì phải ăn năn và trở về, chứ không thể dùng Chúa như những cái gì đó, như những cái con người vợ. Cho nên có những người bảo là thế này: nếu không có ân sủng của Chúa thì làm sao những người đó được ơn đấy, những người đó được ơn. Nếu mà không, nơi đó mà không có ân sủng của Chúa, nếu mà không có lòng thương xót của Chúa thì làm sao có ơn. Và bây giờ tôi hỏi các bạn, trả lời cho tôi câu hỏi này nè: vậy những kẻ vô thần nó chống đối Chúa nó vẫn được chữa lành đó, vậy là ai chữa lành cho nó vậy? Trả lời cho tôi coi. Những kẻ vô thần, những kẻ chống đối Thiên Chúa trên thế giới vẫn có những người được chữa lành, được chúng ta gọi là dấu lạ đó, vẫn xảy ra trong cuộc đời của họ. Vậy thì ai chữa lành? Đã có tin Chúa đâu. Cho nên cái dấu hiệu của chữa lành chưa chắc chúng ta đã tìm. Mà cái dấu hiệu thực lòng sám hối ăn năn và tin Chúa mới là cái dấu hiệu của lòng thương xót. Ngày hôm nay các bạn nghe bài đọc 1, các bạn có hiểu, ai hiểu cái câu chuyện này nói với tôi đi, tôi hứa tôi sẽ tặng cho một cái sâu chuỗi, và tôi sẽ gửi cho anh, tôi lấy cái sâu chuỗi nha. Tôi sẽ tặng cho một sâu chuỗi rồi tôi coi này. Tôi sẽ tặng cho một cái sâu chuỗi của Fatima làm bằng hoa hồng. Cái này bằng hoa hồng thật 100% nha. Ai hiểu cái câu chuyện đầu tiên mà Chúa Giêsu về việc quan Philato giết mấy người Galilee làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật tế sinh, ai biết cái câu chuyện đó là gì? Đánh sơ sơ lên đây cho cha thì cha sẽ hiểu là bạn biết tại sao mà cái câu chuyện đó là nói về cái gì, nói là ai tế. Cha sẽ tặng cho các bạn một sâu chuỗi mà mua tại Fatima lúc mà cha đi qua đó năm 2017, kỷ niệm thơm mùi hoa hồng super, bởi vì nó là hoa hồng thật 100%. Cho nên ai trả lời đúng, ai hiểu cái câu chuyện đó thì cha viết sơ sơ thôi là câu chuyện đó nói về cái gì. Cái câu chuyện mà ngày hôm nay các bạn đọc mở đầu nè là đưa cha đọc cho các bạn coi. Đâu rồi? Khi ấy có những kẻ thuật lại cho Chúa Giêsu về việc quan Philato giết mấy người Galilee làm cho máu họ hòa lẫn với máu các vật họ tế sinh. Ngài lên tiếng bảo: các ngươi tưởng rằng mấy người Galilee bị ngược đãi như vậy là những người tội lỗi hơn tất cả những người khác chưa? Các bạn có biết cái câu chuyện về quan Philato giết mấy người là Galilee làm cho máu họ hòa lẫn với các vật tế sinh là giết như thế nào không? Ai biết cái câu chuyện đó? Cái câu chuyện đó là giết như thế nào? Kể cho tôi nghe một tí xíu cái câu chuyện đó và kể cho mọi người đấy nghe. Tôi sẽ tặng cho cái câu chuỗi này. Nếu ở Việt Nam tôi sẽ gửi về tới Việt Nam, mà chỉ gửi về tới Sài Gòn thôi, rồi bạn phải có nhờ người tới lấy. Còn ở bên nước ngoài thì tôi sẽ bảo với bưu điện tốn $7, tôi sẽ gửi tới nhà, tận nhà cho bạn. Ai biết cái câu chuyện đó? Là quan tổng trấn Philato giết những người Galilee để máu họ hòa lẫn nó như là thế nào? Ai biết không? Tôi đợi một tí xíu cho các bạn trả lời để cho các bạn có cơ hội nhá. Rồi sau đó thì tôi sẽ trả lời. Cho nên tôi ngưng một tí xíu. Một lần nữa tôi là Linh Mục Martino Nguyễn Bá Thông, thuộc giáo xứ Boniface, giáo phận Savannah, của tiểu bang Georgia, đang trực tiếp live show với các bạn. Đang live với các bạn. Đang live, trực tiếp live với các bạn trên chương trình live show Sống Đạo Công Giáo. Các bạn tự do chia sẻ những bài giảng của tôi, nhưng tôi nhắc lại là tôi không cho ai phép ai tải về hoặc đưa lên mạng dưới được trên trang cá nhân của mình dưới bất cứ hình thức gì, nhưng các bạn tự do chia sẻ từ ở đây. Ok, tôi đã thấy có mấy người trả lời rồi, cho tôi một phút để tôi đọc cái nhá, rồi tôi sẽ trả lời cái điều đó. Ok. Ok, đợi tôi một tí xíu. Ok, bây giờ tôi đọc nè. Bạn Nguyễn Duy Phúc trả lời: quan Philato ra lệnh theo hoàng đế La Mã từ dinh Herode đến thành Jerusalem, quan muốn thay thế đền thờ Chúa bằng đàn thờ hoàng đế. Người Do Thái thấy đó là một xúc phạm ghê gớm, làm ô uế đền thánh,
thiên bằng hình tượng ngà đáo, họ đã nổi xung biểu tình cuồng nhiệt bạo động chống lại đế quốc. Philato cho lính mặc giả dạng Do Thái giấu võ khí trong áo choàng len lỏi trà trộn vào đám biểu tình. Vào đám biểu tình để đánh đập tan nát dã man một số người Galilee đã bị chết khiến máu họ đổ ra hòa lẫn với máu họ hoàng tế. Wow, bạn Nguyễn Duy Phúc, bạn nói rất là đúng, chưa đúng 100%, nhưng cái chi tiết thôi, về chi tiết thôi. Cho nên chúc mừng bạn là người đầu tiên trả lời cũng là cái người rất đúng, và tôi sẽ giải thích cái đó cho bạn. Bạn Nguyễn Duy Phúc, bạn nhắn tin cho tôi cái địa chỉ của cho bạn nhé, hoặc là số điện thoại gì đó, tôi sẽ liên lạc để mà trao cho bạn cái này. Ok. Ok, những ai mà nói là giết máu con chiên và bôi lên cửa là không đúng. Ok, bạn Raymond Dũng trả lời được rồi. Thưa bạn, câu chuyện nói về cuộc nổi dậy của nhóm người Galilee xảy ra trong đền thờ, lính đã xâm phạm những nơi thánh này cho người Do Thái và đã gây đổ máu. Bạn nói cũng đúng rồi đó, tức là cái tư tưởng của bạn đúng, nhưng mà bạn kia, cái gì? Bạn Nguyễn Duy Phúc là copy and paste à? Ê, bạn copy and paste, nhưng mà bạn copy paste đúng thì cũng được thôi. Cho nên vậy thì nếu mà bạn vậy mà bạn Raymond Dũng là có vẻ tự đánh à, vậy thôi bây giờ tôi tặng luôn cho cả hai bạn, bạn Raymond Dũng và bạn Nguyễn Duy Phúc nha. Ok, cái câu chuyện đó nó là như thế, bây giờ tôi giải thích lại. Tức là cái câu chuyện các bạn nói đúng, nhưng mà nó thiếu một cái chi tiết mà tôi nghĩ nó cũng quan trọng, tức là quan trọng toán Philato là làm việc cho người Roma, đúng không ạ? Và có những cái nhóm người nó gọi là nationalist, tức là những cái người mà họ ủng hộ, họ không muốn đền thờ Do Thái bị phá và họ cuồng. Cái nhóm đó gọi là nhóm jealous, là những cái người mà tôi không biết tiếng Việt dịch là gì ta, tiếng Anh nó gọi là the jealous đó. Cái nhóm người của những người jealous đó, các bạn nhìn thấy cái chữ không? Cái bạn người jealous đó, cái nhóm đó là cái nhóm mà có thể nói là không hẳn là cuồng tín, nhưng mà họ rất là tin là họ phải chống lại cái điều đó. Và chúng ta nhớ một trong 12 ông tông đồ đến từ cái nhóm đó, Simon the Zealous. Nếu các bạn đọc tên 12 ông tông đồ, Chúa gọi có một ông đến từ nhóm đó, Simon the Zealous. Là cái ông Simon đến từ cái nhóm, không biết tiếng Việt dịch là gì, nếu ai biết cái đó đánh dùm tôi. Là ông ta đến từ cái nhóm đó, ông ta đã trở lại với Chúa và không còn là cái nhóm Zealous đó, nhưng mà ông ta đến từ cái nhóm đó, một trong 12 ông tông đồ, cái nhóm Zealous. Và họ biết được là họ đang muốn có một cái cuộc họp để chống lại những cái điều đó của quan tổng trấn Philato là chẳng cho đế quốc Roma. Và họ mới bí mật để họp trong đền thờ. Và chúng ta hiểu được đền thờ của người Do Thái có 7 lớp. Và những người Do Thái mới được vô trong đó mà thôi, những người Gentile, cái quốc ở ngoài cùng là cái nhóm của buôn bán nè, rồi cái nhóm của đàn bà nè, cái nhóm của người Gentile nè, tức là những cái từng cái lớp một, từng cái cửa một. Thì cái người mà không phải Do Thái thì không thể nào mà vô trong được. Khi quan tổng trấn Philato biết được điều đó, và nhiệt thành, nhiệt thành bạn Nguyễn Duy Phúc, cảm ơn bạn. Thôi bạn xứng đáng, Nguyễn Duy Phúc và bạn gì đó, bạn Raymond Dũng xin liên lạc với cha. Cái nhiệt thành, chúng ta nhớ một trong 12 tông đồ là Phêrô nhiệt thành, Simon nhiệt thành đó, tức là họ cái nhóm nhiệt thành. Cảm ơn các bạn, quá hay. Cái chữ nhiệt thành các bạn dùng hay quá, không phải là quá khích tôi mới đầu, tôi nghĩ là quá khích nhiệt thành. Thì họ cái nhóm nhiệt thành này họ mới họp trong đền thờ, bởi vì đó là cái chỗ duy nhất mà họ nghĩ họ sẽ không bị quan trọng toán Philato để ý, bởi vì nơi đó là chỉ có những người Do Thái mới được vô trong đó mà thôi. Nhưng mà quan tổng trấn Philato phát hiện ra điều đó. Quan tổng trấn Philato phát hiện ra điều đó. Và ông cho những người giả là người Do Thái giấu những cái vũ khí trong người. Và khi những người này họp, giống như bạn kia, bạn Phúc nói, thì lính mặc giả dạng dân Do Thái giấu võ khí trong áo choàng lên lõi trà trộn vào đám biểu tình để đánh đập và tàn mát dã man những cái người đó khi họ đang họp, đang meeting. Cho nên máu những người Galilee đã bị chết. Đó là cái điều mà tin mừng nói. Cho nên đôi lúc chúng ta đọc tin mừng, chúng ta biết những cái câu chuyện đó, thì chúng ta cần phải tìm hiểu cái câu chuyện đó nó có ý nghĩa gì, tại sao Chúa nói câu chuyện đó. Và Chúa đặt, người ta đặt câu hỏi là, Chúa đặt câu hỏi là có phải là những người đó là những người tội lỗi không? Không, không phải. Cho nên cứ không phải là cứ được chữa lành là có lợi Chúa, còn không chữa lành là không có ơn Chúa. Như tôi nói lúc đầu, cái ơn có thể không. Cái quan trọng của lòng thương xót, ngày hôm nay chúng ta đọc trong
chúng ta đọc trong cái gì à? Trong trong đáp ca, lạy Chúa là đấng từ bi và hay thương xót. Các bạn nghe nè, sướng câu 1: linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa, và toàn thể con người tôi hãy chúc tụng danh Người. Linh hồn tôi ơi, hãy chúc tụng Chúa và chớ khá quên mọi ân huệ của Người. Cho nên cái đấng lòng bi và lòng thương xót ở đây không có liên quan tới cái bệnh của tâm hồn, mà đến tới linh hồn tôi hãy chúc tụng Chúa. Và chúc tụng Chúa của lòng thương xót là gì? Phần thứ hai trong đáp ca: Người đã thứ tha cho mọi điều sai lỗi và chữa ngươi khỏi mọi tật nguyền. Cho nên cái vấn đề của quan trọng vẫn là xưa là thứ tha những điều sai lỗi. Cho nên bạn thân mến, trong chủ nhật thứ ba của mùa chay hôm nay, tôi trở lại với bạn: đừng dùng Chúa như một chiếc phao cấp cứu, khi nào cần thì con dùng. Khi nào con đau bệnh, con ngáo ổn, con sắp chết đuối, con nhảy tới, con mang Chúa, con đeo vô. Khi nào con lên bờ rồi, cảm ơn Chúa, tạ ơn Chúa, con trả Chúa ra đó. Khi nào con cần, con lại quay lại. Mà ơn cứu, cái lòng thương xót của Thiên Chúa liên quan tới cái ơn cứu đó. Cho nên đừng đến gặp Chúa như mang một chiếc áo phao cấp cứu, mà hãy đến với Chúa như là chiếc phao của đấng cứu độ của cá nhân mình. Và hãy tôn thờ Thiên Chúa. Và đó là những gì tôi muốn chia sẻ với các bạn ngày hôm nay. Một lần nữa tôi lên mục Martino Nguyễn Bá Thông. Giờ này các bạn có thể đặt những câu hỏi liên quan tới chủ đề. Tôi có khoảng 10 phút để trả lời với các bạn. Sau đó thì tôi sẽ phải qua nhà thờ, bởi vì 11 giờ tôi có lễ, bây giờ 10 giờ 36 rồi. Tôi sẽ có thể trả lời 10 phút cho tới khoảng 10 giờ 45, 46 gì đó. Các bạn có thể đặt những câu hỏi liên quan tới chủ đề này. Tuần trước, chủ nhật tuần trước giờ này là tôi đang ngồi trong nhà thương. Sau lễ đầu tiên, sau khi giảng xong thì bắt đầu thấy cái tim nó đau, cái lồng ngực nó đau. Rồi ráng nữa là sau khi đó thì ban các bí tích, thánh hóa, bánh và rượu. Sau khi đó xong thì nó đau quá và xe cấp cứu chở thẳng vào nhà thương. Thì phát hiện ra là ngoài những căn bệnh bình thường thì bây giờ lại thêm có bị bệnh tim nữa. Vừa huyết áp, vừa gan, vừa gan, vừa thận. Ngày hôm nay tôi được hân hoan phát bệnh ra thêm một bệnh tim nữa. Cho nên có nhiều người bảo xin Chúa chữa cha, các bảo cái chữa hay không đó tùy Chúa, nhưng xin cho con dám vác những cái này cùng với Chúa, xin cho con chịu những đau khổ đó như là những cái việc con đền tội. Ok, bạn này hỏi cái câu này có liên quan cho nên tôi sẽ trả lời bạn. Nhật, tại vì ngày hôm nay trong bài đọc 1 Chúa nói ta là đấng tự hữu. Tôi nghĩ là cái đó là nó có rồi, nó rất là dễ dàng rồi, cho nên không có gì. Tự là tự nhiên, tự không cần phải gì hết. Hữu là có, là hiện hình, là cho nên là tự hữu là ta là đấng tự có. Nó khác với những người chẳng hạn như chúng ta là đấng được tạo dựng, được không? Chúng ta là đấng được tạo dựng, tất cả những cái gì trên thế giới là do Thiên Chúa tạo dựng ra đó. Cho nên Chúa là đấng tự có, không ai tạo dựng ra Chúa hết. Chúa là đấng tự có. I am who I am. Hay là ngày hôm nay chúng ta hay nói là, cho nên chúng ta đọc trong Kinh Thiên Kính đó, thì chúng ta nói về Chúa Giê-xu là được sinh ra mà không phải được tạo thành, được phân biệt. Là tất cả mỗi người chúng ta là đấng được tạo thành, là người là được tạo thành. Cho nên chúng ta mới đọc trong Kinh Thiên Kính đó, bạn nhớ bạn vua Nhật là Chúa Giê-xu là đấng gì? Tôi tin kính một Chúa Giê-xu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Và cái phần vừa đọc, được sinh ra mà không phải tạo thành, đồng bản thể với Đức Chúa Cha. Cho nên Thiên Chúa cả ba ngôi là tự hữu, cứ nghĩa là tự mình mà có, chứ không ai tạo nên cả. Cũng không phải do Big Bang Theories, cũng không phải là do nó từ từ, nó từ con này nó ra thành con kia, từ con khỉ nó lên con người, nó lên con vượn, nó lên con người. Tự hữu có nghĩa là tự nhiên mà có, đấng tự nhiên mà có. Nhá, chứ không phải là đó. Thì một lần nữa tôi lên một Martino Nguyễn Bá Thông thuộc chương trình Sống Đạo Công Giáo. Tôi sẽ với các bạn khoảng 5-7 phút nữa. Những ai có câu hỏi gì liên quan tới các bài đọc này hôm nay của chủ nhật thứ ba mùa chay thì có thể hỏi, hoặc là liên quan tới cái chủ đề hôm nay là cái chủ đề hiểu lòng thương xót của Chúa. Hãy đến với Chúa không phải như một chiếc phao cấp cứu khi nào chúng ta cần thì dùng, mà chúng ta hãy đến với Chúa như là đấng cứu độ của cuộc đời chúng ta, là ăn năn trở về với Chúa. Cái phao cấp cứu đó dĩ nhiên sẽ có những lúc chúng ta dùng, nhưng mà chúng ta vẫn nhớ nó không phải là cái đích điểm. Các bạn tự nhiên chia sẻ cái video này. Tôi có vài phút nữa, hồi nãy đang trả lời là tuần trước thì sau lễ nhấp xong thì gục ngã luôn. Cho nên dạo này phát hiện được là ngoài những bệnh huyết áp, bệnh gan, bệnh thận,
bệnh huyết áp là cao máu đúng không ạ? Đúng không? Thì bây giờ tôi phát hiện ra được là chúng tôi được thêm một cái bệnh tim nữa. cho nên chủ nhật tuần trước bỏ lễ hai, hai thầy sáu phục vụ lời Chúa cho giáo dân trước lễ. Cha xứ thì chui thẳng vô nhà thương, người ta đưa một phát tôi vô thẳng nhà thương luôn. và nằm trong đó rồi sau, nhưng mà nói chung là mọi sự tốt lành, tạ ơn Chúa là Chúa vẫn nhìn giữ con yên hàng trong đêm hôm nay. Ok, thì đó là như vậy, hình như là không có ai đặt câu hỏi gì nữa rồi. Đó cái vui là vậy đó, có những người cứ nhảy vô một phát là đặt câu hỏi, không biết người ta đang nói gì, mình đặt câu hỏi theo ý của mình, tới lúc cho đặt câu hỏi thì không ai đặt. cái chữ hồi nãy là the zealous là cảm ơn các bạn, tức là những nhóm nhiệt thành. Và chúng ta nhớ nhá, một trong 12 tông đồ là đến từ cái nhóm đó, đó là Simon nhiệt thành đấy. Cho nên người ta mới gọi là Simon nhiệt thành. Hello, chào Sophia, chào Nguyệt, chào các bạn. Rồi, các bạn có câu hỏi hay gì nữa hay không nào? Rồi một lần nữa thì nếu các bạn muốn coi lại cái bài chia sẻ của tôi mà nói, tôi nói về đừng lạm dụng hay là xúc phạm tới lòng thương xót của Chúa, thì các bạn có thể xem ở đây. Các bạn có thể xem ở đây nhá. Tôi một tí xíu tôi sẽ cho các bạn cái link, các bạn có thể xem trực tiếp ở đây. Các bạn có thể xem trực tiếp ở chỗ này. Đây, đợi tôi tí xíu nhá. Thì các bạn, ủa sao kỳ vậy trời, ghê gớm nha, các bạn đợi tôi tí coi. Rồi các bạn, thì nếu ai muốn thì các bạn có thể xem ở đây để chúng ta hiểu được là chúng ta đã lạm dụng lòng thương xót. Tôi dùng chữ chúng ta nhé, có nghĩa là đã lạm dụng lòng thương xót Chúa thế nào. Bạn Phương Trần hỏi, cha ơi, bài đọc 2 có câu chúng ta đang sống trong thời đại cuối cùng. Vâng, rồi vâng, rồi sao ạ? Câu hỏi của bạn là gì? Câu hỏi của bạn là gì ạ? Chúng ta đang sống trong thời đại cuối cùng. Bạn Marty Bobin hỏi, thưa cha, ăn năn thống hối trở về rồi lại rời xa Chúa, rồi lại ăn năn thống hối trở về rồi lại rời xa Chúa, cứ quay vòng như vậy có phải là phạm vào bí tích hòa giải không? Dạ không, không hoặc có, nó tùy. Là chúng ta khi ăn năn sám hối trở về mà có thực lòng không? Có thực lòng ăn năn sám hối trở về. Nếu chúng ta đã thực lòng rồi sau đó chúng ta lại bị những cám dỗ và rời xa Chúa, chúng ta thực lòng trở về thì không. Nhưng nếu chúng ta chỉ ăn năn sám hối trở về bởi vì cái trào lưu, bởi vì mùa chay mọi người phải đi xin tội nha, cho nên tôi đi chứ tôi không có thực lòng trở về, thì cái đó là chúng ta một cách nào đó đang xúc phạm. Nhưng cái điều đó, hy vọng qua cái bí tích hòa giải đó, chúng ta sẽ nhận ra được là chúng ta đang xúc phạm, là chúng ta không xúc phạm nữa. Đó là cái câu mà trang nghĩa như thế nhé. Bạn Phạm Sơn hỏi, khi một người sắp lìa đời mà chịu phép sức dầu kịp, có phải bắt kịp phao không cha? Dạ cũng không ạ, cũng tùy là cái người đó có đón nhận cái phép sức dầu hay không. có những người họ đâu có muốn đón nhận đâu. Ân sủng và lòng thương xót của Thiên Chúa thì còn phải được chúng ta đón nhận nữa cơ ạ. Cho nên cái hồi nãy trả lời nó liên quan tới câu Bạch Bình đó, là ăn năn thống hối trở về là nó phải thật lòng, phải mở ra để đón nhận thì không sao. Đó, cho nên trong cái câu của bạn Sơn cũng vậy, người đó có thực lòng ăn năn sám hối và đón nhận Thiên Chúa hay không. Bạn Thành Nguyễn hỏi, chứ con là Giêsu, con là Giuse chắc vậy, con cầu xin cha cùng cộng đoàn cầu xin cho con được thoát khỏi bệnh tật, cho con sức khỏe để lo cho gia đình, con xin cảm ơn cha. Dạ vâng, cha cầu nguyện cho con để hiểu được ý Chúa trong cuộc đời của con và cố gắng làm theo, xin cho ý cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời nhá. Mình xin đó, trong kinh lạy cha Chúa chả xin thấy xin cho bệnh tật gì hết. Chúa xin cho nè, xin cho con lương thực hàng ngày nè, xin tha nợ cho chúng con nè, chứ không thấy chỗ nào xin bệnh tật hết đó. Cái quan trọng là gì? Là chúng ta xin cho ý Chúa được thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Và cái quan trọng nhất là cho bạn và tôi hiểu được cái ý Chúa. Dĩ nhiên ý mình nó nhiều lắm, ý tôi nó cũng ghê gớm lắm, nó sai trái nhiều lắm, nhưng mà xin cho ý Chúa nhé. Rồi bây giờ 10:45 rồi, bên này có nghĩa là 9:45 tối bên các bạn, thì tôi cần phải đi bởi vì 11:00 tôi có lễ, cái lễ thứ hai. Và giống như kể với các bạn là tuần trước sau lễ 8:30 xong một phát là cha giữa lễ, là tới gần cuối lễ là cha đau tim quá, cho nên là gọi 911 cho cha vô xe cấp cứu đi
nhà thương. Cho nên tuần trước chúng tôi không có cái lễ thứ hai, hôm nay giờ đi qua chào giáo dân và làm lễ cho giáo dân họ biết là cha vẫn còn sống. Cho nên thì bác sĩ phát hiện ra là ngoài những căn bệnh cũ là huyết áp, là cao máu đó, là cho nên lúc nào các bạn thấy mặt tôi đỏ là như vậy là bởi vì tôi bị cao máu rất là nhiều. Rồi bệnh bệnh gan, bệnh thận, thì bây giờ cái cao máu đó nó đẩy qua thêm cái tim nữa. Các bạn nhìn thấy cái mặt tôi lúc nào cũng đỏ là như thế. Có những người bảo ông cha này suốt ngày rượu bia rượu lúc nào mặt cũng đỏ, tôi cười nhất, nhớ kể chuyện cho các bạn vui nghe. Thì lúc mà tôi vô tới nhà thương thì tôi cũng tỉnh tỉnh rồi, nó bớt đau rồi, thì gặp một ông nhà thương, nó nhà thương Công giáo, nhưng mà ông bác sĩ ở emergency là ông người Jewish, là người Do Thái. Ông hỏi là cha có ông có cha có uống rượu không, có uống thuốc không, tức là người ta phải biết là cha có coi cho bị như thế nào. Tôi bảo là thuốc thì không nhưng mà rượu thì có, mỗi ngày 1 lần, chủ nhật 3 lần, lâu lâu 4 lần nhưng mà không uống nhiều. Ông cười, ông nói con biết cha uống cái gì rồi. Thì nó giỡn vậy, nó không phải là rượu, nó là mình máu thánh trước Kitô. Và tôi chọc ông, tôi bảo là mỗi ngày 1 lần, rượu thì uống mỗi ngày 1 lần, cuối tuần chủ nhật thì 3 lần, lâu lâu 4 lần. Hello cha, cha minh sáng. Nhưng mà thì vẫn vui và họ đã thông tin, họ đã thông tin cha, thì bây giờ cha đã tốt lần. Chứ không thôi cứ mặt cha đỏ người ta cứ tưởng là cha uống rượu. Thì nhưng mà vậy thôi, thì đó là niềm vui mỗi ngày chúng ta nhắc với nhau là chúng ta thức dậy ngày hôm nay là Chúa còn để chúng ta đây, không phải như cái cây vả cứ ăn mòn cái lòng thương xót của Thiên Chúa mà không sinh hoa kết trái, Chúa sẽ chặt đấy. Cho nên chúng ta phải ăn mòn là cái cây đó, Chúa cho mình thêm 1 năm nữa, 1 ngày nữa, 1 tuần nữa, cố gắng sống lòng thương xót đó và sinh hoa kết trái. Có nghĩa là gì? Tôi đang không nói tới cái hành động bên ngoài, cái bên ngoài nó chỉ là cái phía bên ngoài, tôi đang nói luôn cái ăn hoa kết trái bên trong là trở về với Thiên Chúa, ăn năn sám hối và xin ơn tha tội nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Có nhiều người bảo là ok rồi thì như thế nhá. Và chúc các bạn luôn an lành. Xin Chúa chúc lành mỗi người chúng ta, và đừng quên mỗi ngày đọc 3 kinh kính mừng cầu nguyện cho quê hương và giáo hội Việt Nam cho đến khi trái tim mẹ được toàn thắng trên quê hương lãnh thổ yêu dấu của chúng ta. Amen nhá. Thì dành cha và con và thánh thần. Amen. Rồi bây giờ tôi nói giống như các bạn là người Quảng Ngãi đó, người ta núa như rồi nè, Quảng Nôm là núa đó, nó núa rồi nè. Tôi về Việt Nam sáng sớm mới ngóc đầu ra khỏi mùng chuẩn bị đi dâng lễ cho các bà sơ 3 giờ mấy 4 giờ sáng, cái người Quảng Nôm nó núa rồi, nó núa chua là cha thông đó, chua lầm lỡ với mấy sơ sớm vậy, cho lầm lỡ với mấy sơ sớm, người ta nói tao đọc trên trang nãy giờ, tao làm lễ cho mấy bà sơ chứ không có lầm lỡ với một bà sơ đã chết rồi, bây giờ lầm lỡ với mấy sơ mà chết à. Ông cho lầm lỡ với mấy sơ sớm vậy, mà lầm lỡ gì với mấy sơ, làm lễ con, cha không có lầm lỡ với mấy sơ. Chúc các bạn một ngày chủ nhật vui, một đêm an lành. Ok, rồi Chúa chúc lành nhé.